Xin chào mọi người, tối nay Thảo ăn cơm với lại cánh gà chiên nước mắm với lại đậu que xào nha. Rồi Thảo xin mời mọi người. Chấm với lại nước tương. Cái món cánh gà này nè, rất là nhiều người thích luôn mọi người ha. Merci. Really okay. Con lấy cái miếng đông biển lớn lớn á, mẹ bỏ cơm vô cho. Không, nhỏ quá. Vậy mẹ để cơm qua đây cho con nha. Bé học đòi hỏi cơm, xin miếng cơm ăn với rong biển. Ăn cái này phải ra tay, gấp gấp khó ăn. Ngon không? Chia sẻ. Có trông té không? Còn có bé kéo cái ghế. Đẩy cái ghế á mọi người.
Tráng nước tương này có hai trái ớt mà cay, mà Hảo đã bỏ hộp rồi nha. Tài ra tay. Ngon quá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.